Xin chào các bạn. Sau đây tôi sẽ làm một cái đoạn video để hướng dẫn các bạn cách để cài cái phần mềm chia sẻ USB kéo cái cổng con từ cái máy khác về máy mình để chúng ta làm phần mềm trên mobile. Việc đầu tiên chúng ta phải cài một cái phần mềm có tên là USB Technology Edition. Và đây ở cái trên máy khách thì chúng ta phải có một cái phần mềm nó gọi là cái phần mềm Unox Customer hoặc là một cái phần mềm mở lên làm sao giao diện nó phải như thế này. Nó phải lag như thế này. Chúng ta chờ một xíu cho lag như này. Ok như này. Chúng ta sẽ lấy cái để cho này. Và đây này, ở trên máy chúng ta sẽ phải làm gì? Chúng ta sẽ phải vào một cái địa chỉ, vào cái modem mạng của chúng ta. Đó, cái địa chỉ đây là VPN và pull on này là của tôi bên Vina, thì chúng ta sẽ phải bắt đầu cài ở đâu? Chúng ta phải vào phần advanced future này, và chúng ta vào phần có chữ server này, chúng ta sẽ tạo ra một cái cổng con này để tạo ra, chúng ta sẽ có vào cái phần thêm này. Tôi sẽ bắt lại một cái. Thì nó lại nó bắt đăng nhập lại đây, chúng ta sẽ đăng nhập vào trong. Bây giờ chúng ta vào cái phần Advanced Future này, chúng ta vào cái phần lát này và vào cái phần của chiếc xe vai này. Chúng ta thấy có một cái đã tạo sẵn đấy rồi, tất nhiên là để chúng ta ví dụ ta thêm vào đây, chúng ta sẽ vào cái phần customer xe vai này, chúng ta sẽ đánh cái gì để lấy được cái gì IP này, chúng ta sẽ phải vào phải cơ quan Windows R. Bây giờ chúng ta viết xem ở đây này, enter này, chúng ta đánh IP config này. Rồi, ok, chúng ta sẽ enter là chúng ta nhớ cái địa chỉ của cái dòng này nhé. Nó là 192.168.1.2 này, đó là địa chỉ của IP4 này. Ok, chúng ta sẽ đánh cái địa chỉ này vào đây. Ở đây đây là đánh cái tên này, tên này nó đánh dụng được, còn chỗ này nó sẽ .2 này. Và tất nhiên là chúng ta sẽ đánh ở đây nào, 32038 này. 32038 này. Ok. Đấy, chúng ta lưu lại là ok thôi, đây tôi đã tạo rồi, tôi đã tạo một cái rồi. Tiếp theo là chúng ta sẽ vào cái phần đánh tiếp thì ở trang web chúng ta đánh như kenyushimi.org và check 5 năm này. Đây. Chúng ta check. Ok, chúng ta check cái cổng 32038, chúng ta thấy nó báo chữ success này, nghĩa là đã thành công. Chúng ta copy địa chỉ này, ấn C. Tiếp theo chúng ta sẽ paste vào cái phần máy bên khách này. Rồi ấn connect này. Và ở bên chúng ta sẽ mở cái phần kéo con lên. Đây chúng ta sẽ vào cái này, nó có 15 ngày nha, chúng ta phải có cái bản connect nhé. Ok, đây máy khách người ta chưa cắm này, để tôi vào bên khách người ta cắm một cái USB vào thử cho nó. Tôi bảo khách cho cắm cái đây nó công nhận này. Khách đang không nhận. Rồi, ok, chúng ta thấy một cái máy, một cái QNAP DCOM nó nhận để chúng ta. Tôi không biết là một khách đang làm máy gì, bây giờ tôi sẽ connect nó để xem bên chúng ta đã nhận máy. Đây là máy bên khách nha các bạn nhé. Đấy, ok, máy khách đã rút ra rồi. Đấy, rất đơn giản thế thôi. Giờ tôi sẽ ghép lại video tôi gửi cho khách để khách người ta hướng dẫn người ta cài đặt ở bên phía đầu bên kia. Chúc các bạn một ngày làm việc vui vẻ và thành công. Chào các bạn.